Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corazin, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaida, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Các thành phố ven biển thời Chúa Giêsu bị quở trách vì họ được nhiều cơ hội gặp được Chúa, nhìn được nhiều phép lạ, nhưng người ta không có sám hối ăn năn. Sám hối ăn năn có nghĩa là nhận ra điều sai lỗi của mình và sửa đổi, làm sao cho mình bớt đi bất xứng, làm sao cho mình tốt hơn từng ngày. Cái cơ hội đó không phải chỉ cho những người thành Corazim hay là Bethsaida hay là Capharnaum, mà cho mỗi một người chúng ta nữa. Rất nhiều cơ hội Chúa đã trao cho mỗi một người chúng ta. Có thể có những cái cơ hội tự trong tâm hồn của mình, tự con người của mình. Có thể cái cơ hội ở nơi người bạn bên cạnh mình. Có thể là những cái hoàn cảnh chung quanh. Biết bao nhiêu cơ hội, cứ nhìn lại sẽ thấy rằng Chúa trao cho mình nhiều lắm. Nhưng có nhận ra được cơ hội và để sửa đổi là chuyện của mỗi người. Và chắc chắn một điều là ngày phán xét, ai trong chúng ta cũng phải gặp Chúa cả. Và Chúa sẽ hỏi về việc mình đã nhận được gì, mình đã làm gì. Kể là mỗi một người không ai có thể trả lời thay cho ai được. Vậy, nhìn lại, tôi thực sự đã lần nữa, đã ngại ngùng, đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội mà Chúa trao cho tôi rồi. Thank you.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.